Xin chào các bạn. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là về giới từ nha các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại giới từ. Thì như thường lệ thì chúng ta sẽ có một video để mà xem. Nhưng mà vì video này cô giáo giảng âm thanh nó có bị lỗi nên mình xin phép là mình sẽ đọc cho các bạn nghe nha. Thì thay vì cô giáo giảng thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe nha. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu luôn. Và chúng ta sẽ định nghĩa về giới từ. Giới từ chỉ nơi chốn nha các bạn. Giới từ thì nó có nhiều loại giới từ, nhưng mà bây giờ học preposition or a place trước nha. Giới từ chỉ nơi chốn. Định nghĩa của giới từ là definition of preposition, usage có nghĩa là cách dùng, practice là luyện tập. Chúng ta sẽ có 3 phần như vậy nha các bạn. Và cái preposition, chúng ta bắt đầu với cái definition nha các bạn. Trong ngữ pháp, giới từ tiếng Anh preposition ví dụ như là in, on, at là những cái giới, là một bộ phận lời nói giới thiệu một giới ngữ. Một giới từ được đặt vào câu sẽ chỉ ra mối quan hệ giữa những điều được đề cập trong câu ấy. Sau giới từ là cụm danh từ, ví dụ như là the table, the sofa, the younger sister, và đại từ ví dụ như myself, yourself, himself. Danh động từ ví dụ như là swimming, walking. Trong ví dụ, trong câu the cat sleeps on the sofa có nghĩa là con mèo thì ngủ ở trên cái ghế sofa, thì cái từ on là một giới từ giới thiệu giới ngữ. On the sofa, on the sofa thì nó là một cái nơi chốn các bạn, một cái vị trí nào đó. Thì rồi tiếp theo, cụm từ on the sofa được coi như là trọn ngữ chỉ nơi chốn, và từ on được coi là giới ngữ, là giới từ chỉ nơi chốn. Ngoài ra còn những giới từ chỉ nơi chốn khác thường gặp nhất là in, on, as, vân vân. Mình mua luôn nha. Rồi, chúng ta có gì đây? Chúng ta có giới từ chỉ nơi chốn thì sao các bạn? Ví dụ nha, at, on, in, ba cách dùng khác nhau. Đối với từ at là dùng nhiều nhất các bạn ạ. Chúng ta có này, từ at chúng ta nói trước. Một địa điểm cụ thể, what's it like? At the North Pole, địa chỉ my cousin lives at 132 London Road. Đó là cháu họ tôi thì sống ở cái đường số 132 đường London nha các bạn. Cái chữ at này, cái giới từ at này thì nó dùng cho một cái địa điểm nhỏ như I think John is at the cinema watching Titanic film. Thì có nghĩa là ví dụ tôi nghĩ là anh ấy đang ở trong rạp chiếu phim, đang xem phim Titanic. Cô nói nhanh quá nha. Mình nói tiếp từ từ để mình nói lại. Về hoạt động thì về đối với từ on đi. Thì là last year thì là we stay in my Konos trang giấy, ví dụ như là chỉ trên một trang giấy chẳng hạn. There are some useful Italian phrases on back 101. Hoặc là trên một bề mặt mà có vật gì đó. He put the car key on the kitchen table. There is a time table on the wall. Số tầng trên một tòa nhà. Ví dụ, she lives on the sixth floor. Chỉ một phần trên cơ thể. Thì là she kiss him on his cheek. Trên các phương tiện giao thông như là on the bus, on the train, on the plane. Cái từ on thì nói chung là trên một cái gì đó. Rồi chúng ta tiếp theo, các bạn xem nha. Các bạn nghe thử cô giáo nói nha, nhưng mà hơi ồn các bạn ạ. On với số tầng trên tòa nhà. She lives on the sixth floor. Cô ấy sống ở tầng số 6. Ồn lắm các bạn ạ. Cô nói âm thanh không có được tốt nha các bạn. Rồi mình nói, mình đọc tiếp nha. Đọc tiếp cho nó nhanh. Rồi tiếp theo. Vậy đối với giới từ in thì là phải là trong, một là trong có nghĩa là trong là phải là cái gì đó to các bạn. Ví dụ như là thành phố thị trấn là there is a famous castle in Edinburgh, nghĩa là có một cái đền, ngôi đền rất là to ở Edinburgh nha. Ở trong một đất nước như my brother is in Mexico, là ở trong Mexico là một đất nước lớn nha. Khu vực vùng miền thì là what life like in the south of Vietnam, có nghĩa là cái cuộc sống
What's life là cái này, cái giống gì ở cuộc sống, nó giống như thế nào ở cuộc sống ở Việt Nam các bạn. Bên trong một vật do passport in the drawer, trong cái hộc, cái thỏa, cái tủ nha. Bên trong phòng cũng nghĩa là I have left the ticket in the living room, nghĩa là tôi đã để cái vé trong cái phòng ngủ. Bên trong tòa nhà nghĩa là Sarah has been in travel agent for an hour, nghĩa là cô ấy đã ở trong cái văn phòng du lịch khoảng một giờ rồi. Ở trên các phương tiện, trên các phương tiện taxi, in the car, in a taxi. Hồi nãy mình thấy là từ on cũng dùng trên các phương tiện, mà từ in cũng dùng trên các phương tiện được nha các bạn. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Đợi cô giáo lâu quá. Cách dùng. Chú ý là nếu một vật nằm trong một chiếc hộp hoặc là một mặt phẳng, chúng ta dùng in. Nằm trong nha. Như in the newspaper, in a cup, in a bottle, in a bed, in London, in a book. Oh, sorry các bạn nhé. In a book, in a field, in my stomach, in a house, in drawer, in a bed, in a car, in England. Ok, on, nếu vật gì đó nằm trên một mặt phẳng nằm ngang thì chúng ta gọi nó là on nha các bạn. On the table, on the floor, on my face, on the beach, on a chair, on the river, on sailing, on a bike, on the wall, on the window, on the plate, on the sofa, on a bench, on a t-shirt, on a bottle, on his food. Cũng dễ mà, học cho biết thôi. Nếu mà ở một nơi nào đó nha các bạn, ta dùng at nha. At the airport, at the table, at the cinema. Cái chỗ at the table này gọi là nằm bên cạnh thôi đó, mình cũng gọi là at nha các bạn. Nó nằm ở dưới chẳng hạn. Ở dưới thì thường dùng under, nằm bên cạnh thì gọi là at nha. At the cinema, dùng at the cinema thì nó, ví dụ nó một tòa nhà nào đó bên cạnh cái tòa nhà rạp chiếu phim thì mình nói là at được nha. Hoặc at the bottom, at the traffic light. Ví dụ như là nói là cái coffee shop at the traffic light thì cũng được nha các bạn. At the corner chẳng hạn. At the bike, ở phía sau lưng, at the university, at the hospital, at the door, vân vân. Các trường hợp khác cần phải nhớ là on TV, on the bus, on the train, on the plane, on the radio. On the radio có nghĩa là mình nghe cái gì đó, ở radio thì gọi là on nha. Nhưng mà hồi nãy paper thì là in the paper nha các bạn. At home, at work. Rồi tiếp theo, cái này thì nhớ thôi các bạn ơi, quen thôi. Đấy, nhìn nè. Chúng ta có on là ở trên, above là cũng là ở trên luôn nhưng mà không tiếp xúc các bạn, không đặt lên ấy. Còn under là ở dưới tiếp xúc, mà below có nghĩa là ở dưới nhưng mà không tiếp xúc. In thì là ở bên trong, in front of là phía trước, behind là phía sau. In the middle là ở chính giữa, ở chính giữa nhưng mà không chứa nha, nó là một mặt phẳng thì mới gọi là in the middle. Còn in là 3D là ở giữa luôn á. Còn ví dụ như từ này, near có nghĩa là ở gần, far là ở xa, between là ở giữa, among là ở giữa nhưng mà nhiều cái nha các bạn. Còn next to, beside to thì nó cũng gần giống như, nó là chung chung, nó không nói về hướng, nhưng mà nó là nó bên cạnh một cái gì đó. Opposite có nghĩa là đối diện nhau. At the top có nghĩa là trên đỉnh. At the bottom là ở dưới đáy nha. Rồi, chúng ta có gì nữa nhỉ? Các giới từ khác. Inside, she hid the leather inside a metal box. Under her pillow. Pillow là cái gối hả các bạn?
Các bạn tra từ below nha, mình không nhớ rõ nha. Cô ấy giấu cái lá thư ở bên trong cái hộp kim loại ấy, dưới một cái below là một cái gì đó các bạn. Among, don't worry, đừng, among có nghĩa là ở trong chính giữa ấy. You are among friends now có nghĩa là bạn đang được bao bọc, bảo vệ bởi những người bạn. Between có nghĩa là ở giữa. Tonight sitting between Jackson and Joseph. Between này thì nó ở giữa hai cái thôi, among là nhiều cái nha các bạn. Near, she lives near the police station, not far from home. Ví dụ thế là cô ấy sống gần cái trạm cảnh sát và không gần cái gần nhà thôi nhé. Next to, beside có nghĩa là the directories. Directory là cái folder các bạn. Directory is next to the phone. Cái folder nha các bạn. Directory có thể nó còn nghĩa khác nha các bạn. Next to the phone, come and sit beside it. In front of this. Ok, nhanh quá. Under the cast is under the table. Under là dưới, against trời là đối diện nha. He put the sofa against the wall. Outside là bên ngoài. The children are playing outside in the garden nha. Outside là bên ngoài nha. Không chơi trong vườn nha các bạn. Outside in the garden nghe chơi ngoài vườn nha các bạn. Outside là outside ngoài nhà đó, so với căn nhà ấy, thì là outside, nhưng mà in the garden nhá, behind là phía sau. The little boy is hiding behind the door có nghĩa là ở phía sau cánh cửa nha. A pole nghe ở trên. I can't see the plane, it must be above the cloud. Tôi không thể nhìn thấy cái sorry các bạn nhé, để mình kiểm tra cái này tí nha. The studier, the master of different things. Rồi ok, sorry các bạn nha. Mình tiếp tục nào. Thứ hai là cách dùng, thứ ba là luyện tập. Rồi, và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi đến định nghĩa về giới tư nhé. Vậy giới tư là gì ạ? Cái máy mình đang chạy rất là nhiều cái nên khá là chậm các bạn nha. Cái này xong rồi này. Ngay cạnh cái điện thoại. Come and sit beside me. Jeans next to opposite. In front of. Cô giọng ồn quá các bạn. Mình nói không biết có ồn như cô không. In front of là phía trước nha bạn. Ví dụ there is a large tree in front of our house. Có nghĩa là có nhiều cái cây to. Không phải. Có rất là nhiều cái cây ở phía trước nhà của chúng tôi. Opposite có nghĩa là đối diện. Under, outside, below. Under nghĩa là ok. Under nói rồi đúng không? Mình next đi. Behind, above. Rồi chúng ta sẽ luyện tập nha các bạn. Chúng ta sẽ luyện tập này. Complete the sentences you've seen at, in, on. Hoàn thành nha. I spend my holiday in Chicago in UK. Would you like some lemon in your tea? Tea là bạn có muốn ít trà không? My place is gì các bạn? The second floor. On the second floor đúng không? It's the second door at your right. At your right. Hay beside your right gì đó các bạn. Để coi cô chọn gì. On luôn các bạn ạ. On your right. On your right. Ở bên phía bên phải mà cũng gọi là on your right các bạn ạ. Rồi câu tiếp theo. Look at those beautiful flowers in the garden. Có nghĩa là nhìn những cái bông hoa đẹp này ở trong cái vườn nha. The police are looking for a man who has a scar gì các bạn. In his forehead đúng không? On nha các bạn. Rồi ok mình đoán đúng rồi đó. The new vase. Vase là cái lọ cái chai nha các bạn. In the table. On the table các bạn. I sit on the desk when I do my homework. On cũng được mà mình nghĩ at cũng được các bạn ạ. Who is the girl standing beside the door?
at the door các bạn, hoặc là at the door đi. Bởi vì nó giới hạn mình là chỉ có at in on thôi, nên là mình dùng từ at được các bạn. Còn nếu mà nó cho thêm thì mình cứ beside hoặc outside, inside, next to gì cũng được nha các bạn nhé. Nó không nói mà. Nó bảo chọn đại David sleep in a big city. Big city là một cái gì đó lớn nha, in Scotland nha các bạn. Rồi you will find the weather forecast in nha các bạn. Oh, no, on. On hay in nhỉ? On hay là in thôi. Mình thấy newspaper thì dùng in các bạn ạ. Dùng on luôn. Hồi nãy nó nói là on radio, nhưng mà in newspaper, mà bây giờ cô chọn on thì nói chung mấy cái này thì nó cũng tương đối thôi các bạn. Người ta dùng, mình đọc báo nhiều, mình thấy người ta dùng cái gì, mình dùng cái đấy các bạn nhé. Nó cũng tương đối thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có nhiều quá, thôi cái này nhiều quá chán lắm các bạn. Các bạn tự làm nha. Qua wow, thử còn lý thuyết nữa không, mình xem lý thuyết thôi, còn bài tập các bạn tự làm nha các bạn. Các bạn tự xem tự làm nha. Rồi. Trong cái này thì xem nào. Dài quá các bạn ạ. Dài quá thì thôi để nghe cô giáo giảng luôn nha. Rania is the airport. Cô Rania này đang ở sân bay. Và người phụ nữ tóc màu đỏ này tên chính là Rania. Chúng ta sẽ nhìn ở trong bài bài nhé. Rania is at the airport. Đúng không? Khi mà ở sân bay chúng ta sẽ dùng là at the airport. She's waiting for her flight at the London. Thì ở đây mình sẽ có là từ Athens đi đến London thì mình sẽ có cái từ là from to. From Athens to London. There's a man sitting. Có một người đàn ông ngồi cạnh cô ấy thì sẽ dùng cái từ gì ạ? Beside her, chính xác. He's got a cap. Anh ấy đội một cái mũ lưỡi chai ở trên đầu của mình. Thì trên đầu chúng ta sẽ có cái từ đấy là on his head. There are some suitcases. Them. Có một cái hành lý ở một số các cái hành lý trước mặt họ đúng không? An old woman is sleeping. Một người phụ nữ già nằm ở trên một cái ghế gọi là on the seat. Đối diện với họ sẽ là gì ạ? Opposite them. Ở đằng sau Rania là một người gì ạ? Bảo vệ. Chúng ta sẽ có từ đấy là behind Rania. There is a security guard. He's got a mobile phone. Anh ấy có một cái điện thoại ở trong tay. Thì sẽ là in his hand. Và the information board. Cái bảng thông tin thì nằm ở đằng trên đầu anh ta. Chúng ta sẽ có từ là above. Above him. Bài tập số 2 đã xong. Mình sẽ chuyển sang bài tập số 3. Điền vào chỗ trống các giới từ phù hợp. Fill in the gap with suitable preposition given in the box. We have opposite, on, inside, along, and under. Opposite là đối diện này. On ở trên, inside ở trong. Along là dọc theo và under là ở dưới. Mời các bạn đọc đi bài ạ. Number one, A, it's cold outside. B, máy của giáo hết buồn. I know. Let's go. The house. Okay. Trời bên ngoài rất là lạnh. Mình biết rồi. Và hãy đi ra ngoài nhé. Thì sẽ là gì ạ? Let's go. Ở bên ngoài rất là lạnh và hãy đi vào trong nhà nhé. Đúng không ạ? Vậy thì sẽ là gì ạ? Let's go. Yes. Inside the house. Câu số 2. Hey Jane, what are you doing? Jane, bạn đang làm gì đấy? I'm sitting trên giường. I'm sitting my bed. And I'm listening to music. Và tôi đang nghe nhạc. Vậy thì sẽ là gì ạ? I'm sitting
On my bed, ở trên giường.